Which country are surrounded by the sea? By the sea, surrounded là được bao quanh bởi biển này. Sea là biển. Surrounded là bao quanh. Both surrounded by the sea. Okay. A, the United Kingdom and the USA. B, Canada and New Zealand. 3, C, Australia and New Zealand. Em nghĩ là đất nước nào được bao quanh bởi biển? Okay, just I give you an example. Here, C, Australia and New Zealand. Rồi, okay. Có như có một cô làm giúp em. Number two. Of these countries is the youngest. Youngest là trẻ nhất. Trong những cái đất nước này, đất nước nào? Australia, the USA, Canada, the United Kingdom. The United Kingdom. No, Australia. Number three. The capital of New Zealand is... Capital là thủ đô của em. Chẳng hạn như là thủ đô của Việt Nam là ở đâu nhỉ? Ở Hà Nội. Yeah, ở Hà Nội. Okay, vậy here. Capital of New Zealand is... Is... 3, 2... 8. Okay, let's check. C, Wellington. Cái này em phải đọc nhiều này là mình sẽ biết. Cái này do mình ít đọc á. Okay, number 4 is the most diverse in geography and climate. Geography là về đại địa lý và khí hậu. Là cái đất nước nào mà diverse, những kiểu mà đặc sắc á, nhiều về khí hậu và nhiệt và địa lý. Đa dạng, đúng rồi, đa dạng về khí hậu và nhiệt đới. Cái đất nước nào đa dạng về khí hậu và nhiệt đới nhất? Three, two, three, okay, let me check. Yes. Okay, number five. Okay, Niagara Falls is spectacular waterfall in... Cái này là một địa danh này. Cái này là địa danh for is nổi bật. Cái thác nước á. Waterfall là thác nước. Ở đâu nhỉ? Một cái thác nước. C, okay. B, Canada. Cái này em phải đọc. Em cứ tích lại đi để mình đọc đó, có thêm được nhiều từ vựng. Okay, C is closer to the North Pole. Cái nào gần với lại North Pole này nhất? Đất nước nào gần với lại North Pole? America. America. No. Canada. Okay, seven. A kilt is traditional garment for... Để cô kéo này lên. A kilt này là cái váy em. Cái váy á, váy cho nam mặc á. Traditional garment là phong tục truyền áo quần á. Garment nên là thay cho từ clothes. Áo quần truyền thống. Cái váy giống kiểu mà người dân tộc họ sẽ mặc váy. Thay vì nếu như mà ở trên dân tộc thì người dân tộc bên Nam họ sẽ mặc khố, phải không? Họ sẽ quấn khố. Nhưng mà ở đây là người họ mặc cái váy. Đất nước nào họ mặc váy nhỉ? Cái này là váy, váy truyền thống. Ok, let me check. Yes, a Scottish man. Em đánh cái từ này, em ghi chú từ này lại từ cute. Ghi chú từ này lại để em lên em tìm trên từ điển á, hoặc là trên Google á, là người ta sẽ giải thích. Okay, number eight. This animal, the, is a symbol of Australia. Biểu tượng, symbol này là biểu tượng, con vật biểu tượng của Australia, Úc, con vật biểu tượng. Con gì mà nó như thế này này?
mà nó có cái túi và để đứa con vào trong. À, Okay. Oh, sorry, koala là con gấu trúc. Sorry, cô cứ nhầm với đất nước có con kangaroo. Cái con này là con gấu không? Koala con gấu gì nhỉ? Có nhầm với lại con koala gấu trúc phải không? Koala gấu trúc là panda mà. Gấu trúc là panda phải không? Nhớ là một con gấu gì đó. À gấu túi, đúng rồi, nó cũng có túi. Gấu túi. Em kiểm tra luôn nha. Koala kiểm tra thử con gấu túi này là gấu như thế nào. Ok. Bây giờ discuss the questions, then read the passage. Where is Scotland? Scotland ở đâu? Number two, what is this land famous for? Em hiểu hai câu hỏi phải không? Em chưa hiểu câu 2. Ok, câu 2 là what is this land famous for? Là cái vùng đất này famous for là nổi tiếng về cái gì? Famous for nó cũng bằng với từ này này, từ này, từ well known. Well known cũng nổi tiếng. Cái từ ok. Let's start. Bây giờ em hãy em đọc cái bài này cho cô đi. Em đọc coi thử, để cô coi thử là em có luyện tập cái phần đọc của em không. Em cô có vẻ em đọc cái bài đọc phải không? Bài đọc về phone á, và xong ghi âm lại cái giọng của em. Em ngày nào em cũng phải ghi âm hết nha. Cái bài gì ạ? Cái bài mà về telephone á. Cái bài nữa là có trong cái phần đọc của em á. Cô đợi em. Không không, em không cần tìm giờ đâu, tí nữa học xong được. Ý là cô chỉ muốn có thử là em có đọc hàng ngày không? Em có đọc hàng ngày và ghi âm lại không? Thì em không cần em không cần đưa cô giờ đâu. Dạ, cái bài mà có cái điện thoại để cô. Ừ, đúng rồi đó. Ok. Bây giờ start. Scotland is in the north. The north. Khi nào mà the mà đứng trước là cái này này là phụ âm này n. Những cái từ còn lại phụ âm, còn những cái từ mà giống kiểu mà từ trong uể ỏi á, a e u i với lại năm nguyên âm thì mình sẽ đọc là the. Còn cái này mình đọc the north. The north of Great Britain. Great Britain. It is. Is a. Famous for. Famous for. Is. Is. Rich. Rich. Culture. Culture. As well as. As well as. Cái cụm này phổ biến lúc này cũng như là is amazing. Is. Amazing. Natural. Natural. Beauty. Beauty. Visitor to this land. Visitors to this land. 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 Land là vùng đất. Can spend. Can spend. Endless days. Endless days. Exploring is historic. Exploring is historic. Historic. Cái từ này mình học rồi này. Historic. Centuries. Centuries. Old castles. Old castles. But. But. Be aware. Be aware. Be aware là hãy cẩn thận. Legend say. Legend says. Ok, say. Legend, nghĩa của từ legend. Mình đã học là nghĩa gì vậy em? Legend. Huyền thoại. Huyền thoại nói rằng. Legend say that. Legend says.
Em đâu rồi? Legend Đó. say. Ok, em đọc theo câu này. Legend says Let's say that that some of them some of them are haunted. are haunted, Haunted haunted by ghost. by ghost. Ok, haunted by ghost. Em hãy giải nghĩa cái cụm này cho cô. Haunted by ghost. Ghost. Ghost là gì? Chẳng hạn như là ok, ghost is someone who died. Someone who died. Là một ai đó mà họ chết rồi, khi họ chết là họ sẽ trở thành cái gì đây? Họ sẽ trở thành Họ sẽ trở thành gì? hồn. Ok. Haunted by ghost là giống kiểu bị ám ảnh, những cái ở đây có nhiều ma kìa. Haunted by ghost. Ok. Fun lovers Fun lovers can experience. Em ghi từ này xuống, experience là trải qua, trải nghiệm. Những từ này hay gặp lắm. Hôm bữa mình học từ vựng bây giờ nó có ở đây hết này. Mình học từ vựng khi mình mới vào bài á. Experience là gì cô? Trải nghiệm hoặc là trải qua. Experience hoặc là em có thể sử dụng đặt câu này. I want to experience something new. Tôi muốn trải nghiệm một cái gì đó mới. Mình có thể đặt câu được mà, giống kiểu khi em tìm được một động từ hay một động từ mới, em học được động từ mới, em sẽ giống như là I want, là tôi muốn. Em có thể áp dụng vào được liền luôn này. Đóng quen á. Experience is were is were 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 famous famous festival festival festival. The meaning of festival, nghĩa, meaning là nghĩa. Nghĩa gì vậy em? Nghĩa từ này á là phổ biến. No, festival là lễ hội. Festival, lễ hội. Famous festival, lễ hội nổi tiếng. Đây, đây là những từ vựng mà khi mình vào bài là mình đã học rồi này. Ok, the Highland Games. The Highland Games. Where? Where? They can enjoy. They can enjoy. Unique. Unique. Unique như là một cái thứ độc đáo, duy nhất. Scottish activities. Scottish activities. Such as. Such as. Such as là khi mà em dùng em kể, giống kiểu mà em có này có kia. Such as là mình sẽ kể ra. Piping. The piping. Piping như là thổi sáo. Drumming. 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 No, ok. Drumming. Drumming. Em có âm R nữa là em sẽ ra được R. R, R lớn kéo luôn phía sau á, sau cổ. R. Drumming. Drumming. Yeah, em phải kéo âm R luôn phía sau họng, mà cuốn họng là em sẽ ra được the drumming. Drumming. Okay, better. And dancing. And dancing. They can also. They can also. See traditional sports. The traditional sports. Cái này là see. 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 Traditional sports. Traditional sports. 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 Yes. Traditional, traditional. Nghĩa của từ traditional là gì nhỉ? Sports. Sports là? Thể thao. Ok, thể thao. Vậy traditional, tradition. Traditional là truyền thống. Thể thao, truyền thống. Or drink whiskey. Or drink whiskey. No, no drink. Em làm âm đờ là mình sẽ d, d. Xong mình đọc xong âm đờ là mình sẽ bỏ lưỡi vào sâu bên trong. Drink, drink, drink. Drink. Yeah, drink.
Drink. Chữ D với chữ R nó phải sát với nhau. Drink. Drink. Yeah, better. Phát âm mà em phải phát âm thiệt là nhiều, khi nào em mỏi miệng luôn á là em phát âm đúng. Ok, drink whiskey. Drink whiskey. With the local people. With the local people. Local là người dân địa phương. Ok, driving through vast green pastures. Driving. Driving. Through. Through. Vast. Vast. Green. Green. Cái chữ green này nó cũng giống như từ the drink. Em đọc là em là g, xong em đưa cái lưỡi lên cho âm r. Green. 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 Yes. Pastures. Pastures. Pastures nên là đồng cỏ xanh bao ra, bao la rộng lớn này. Vast green pastures. Or boating. A boating. On scenic lakes. On scenic lakes. No, scenic. Scenic. Nick. Scenic. Yes. Em phải chú ý đọc âm N này. Boating là chèo thuyền ở trên hồ á. Or locks. Or locks. Lock. Locks. Lock. Are all the attractions. Are other attractions. That. That. Scotland offers. Scotland offers. Offer, em ghi từ offer xuống. Offer là cung cấp. Đúng kiểu mà cung cấp cho. Offers. Hay ra trong bài lắm. Okay. The great, the great people of this, people of this legendary land, legendary land have also given, given many of the world's, many of the world's important, important inventions like, inventions like the telephone, the telephone, the television, the television, penicillin, penicillin, penicillin loại thuốc đó, and the raincoat, and the rain, raincoat. Raincoat. Rain. Rain là nghĩa gì vậy em? Mưa. Mưa. Vậy coat. Coat nên là gì? Coat là một cái áo. Vậy raincoat là em mường tượng được cái gì? Áo mưa. Yes. Raincoat. Edinburgh. Edinburgh. Là một cái địa danh thôi. The capital. The capital. Was. Was. The first. The first. Từ đó là từ W. Âm W này là em phải phát âm đúng khẩu hình khoáng. W, W, was. Was. Yes, was the first. Was the first. City. City. In the world. In the world. W, were. Were. Yes. Khi nào mà em bỏ âm W là em sẽ đọc là W, W, W. Em phải đọc âm W vào W. In the world. Em biết nghĩa của từ world phải không? World. World là thế giới. To have its own. To have its own. Its own. Its own. Fire. Fire. Freaky. Brigade. Brigade. Là chữa cháy á, đội phòng chống chữa cháy á, bằng với nghĩa là firefighter. Em ghi này vào đi. Fire brigade.
in 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 18 mình đọc như thế nào? 18 18 18 24 24 Yes. Edinburgh University Edinburgh University U Yale University University Welcome Welcome the first the first female 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 ok female là nghĩa gì đây em hay đi công cộng không em đi ra rạp chiếu phim rồi em đi chơi bên ngoài là em thấy ở trong toilet người ta sẽ để một bên là male and female có nào em vào nhầm không female and male so female là nam hay là nữ Female là nếu như mà nam đọc sao nam vậy là em hay vào nhầm toilet rồi female là em nữ là female là nữ male là nam thường thường mình đi ngoài nhà vệ sinh công cộng mình chỉ để ý cái hình thôi không để ý cái chữ female là nữ male là nam ok medical student medical student in Great Britain in in the rest Kristen in in 1869 Okay, so let me check one question. What is the time now? Okay, em không cần nhìn giờ, cô sẽ viết ra đây và em hãy đọc cho cô. Cô kiểm tra thử em có học bài không? Okay, A. Okay, let's see A. Okay, what time is it? It's 25. Okay, 8. It. Rồi em hãy cố gắng trả lời trong nguyên câu là mình sẽ đọc là is 8:25 p.m. It's 8:25 p.m. Okay. Là khi cô hỏi mà em what time is it? Cô ghi câu này để em nhớ được what time is it? Và đôi lúc người ta sẽ hỏi là do you have the time. Do you have the time? Em ghi hai câu này vào đi. Nó cũng giống như nhau mà giống kiểu mình khi mình hỏi do you have the time thay vì mình hỏi là do you have a watch. Họ sẽ hỏi giống như em đi ngoài đường xong họ sẽ một người đó tình cờ hỏi em là em có giờ không? Em có đeo đồng hồ không? Mình sẽ hỏi is 8:25 or is 8 o'clock tùy mình nha. Cái ngữ cảnh của trong tiếng Anh nó rất là quan trọng nên em phải để ý ngữ cảnh tại vì có nhiều từ mà nó có rất là nhiều nghĩa. Ok, chẳng hạn như cái từ này. Từ gì đây? Từ Ok, let's see từ file. Từ file em nghĩ nó có nghĩa gì? File trong từ mà I'm fine and you thank you phải không? Từ file là từ tốt nhưng mà nó có nghĩa là bị phạt này. Bị phạt khi mình đi ngoài đường á. Mà mình chạy sai là công an sẽ phạt tiền mình. Nó là động từ. Từ fine. Bị phạt tiền á. Ok. Rồi em đã biết hết từ vựng trong cái này rồi gì nữa? Chắc chưa? Ok, legend. Legend. Là huyền thoại. Ok, em nhìn số này từ legendary. Legendary cũng là huyền thoại. Nhưng mà nó khác loại từ. Vậy em hãy ghi từ legendary xuống và em tra khi nào học xong em tra từ điển cho cô và coi thử nó là loại từ gì. Legend sẽ có là danh từ, tính từ. Ok. How about land? Từ land thì sao em? Land. Lên Land. Land. Em biết từ land không?
Từ land nha. Từ land nếu như mà đây là mình sẽ là đất. Đất, land ở đây là mình sẽ là đất này. Vùng đất. Nói chung là nó giúp kiểu là vùng đất. Nhưng mà động từ của nó, cái này là danh từ nha. Còn mà động từ của nó sẽ là land, là đã cất, là đáp, máy bay đáp cánh á. Là khi mà em nghe rút vào máy bay sẽ đáp cánh trong trong thời gian ngắn nhất. Land, động từ là đáp, đáp đất á. Không những là đáp đất mà em có thể dùng cho em có thể dùng cái kiểu mà I landed in where. Giống như em đang ngồi trên máy bay thì em nói là không, chẳng hạn như mà em ở chỗ nào đó xong em nhảy xuống. I landed on the ground. Tôi nhảy xuống đất, tôi đáp đất á. Ok. One Đúng rồi. more. Câu 2 của bài đấy có nghĩa là chỗ vùng đất đấy nổi tiếng và cái gì ạ? Đúng rồi, nổi tiếng là cái gì, là cái này ở đây là danh từ nha, đây là land, land là danh từ. Nhưng mà nếu như trong câu á mà em thấy mà giống kiểu chủ ngữ rồi xong đến động từ em thấy land là có nghĩa là land đóng vai trò là động từ, là land là đáp cất cánh, à không quên, đáp thôi. Ok, ghi từ land xuống và xong em phải tra từ điển, em phải tra từ điển Oxford hoặc là Cambridge nha, tra tên Google, tra ở Google á là nó sẽ cho em ra nhiều loại ví dụ lắm. Ok, famous for là một cụm từ nổi tiếng về cái gì đó. Famous for. Giống kiểu em nói là my hometown is famous for flower. Em có thể nói là ở quê tôi nổi tiếng hoa hoặc là rice. Bây giờ em có thể nói đặt một câu đơn giản thì my hometown is famous for rice. Ở quê tôi nổi tiếng về gạo. Gạo rất là thơm ngon. Nó nghĩa nổi tiếng về gạo. Ok. Rich culture. Culture, culture là văn hóa, giàu nguồn văn hóa, Giàu văn giàu hóa. có, giàu văn hóa. Ok, ghi cụm từ as well as nghĩa của as well as là gì nhỉ? Hồi nãy cô có nhắc em rồi. As cũng như Ok. là, cũng như là giống kiểu mà rich culture, giàu văn hóa, và cũng như là amazing natural beauty, vẻ đẹp thiên nhiên tuyệt vời. Amazing. Ok, visitors, visitor again. Nghĩa từ visitor là gì vậy em? Alright. Visitor là người tham quan á, khách viếng thăm này. Khách viếng thăm to this land can spend. Ok, bây giờ từ spend. Spend là tiêu xài. Tiêu xài hoặc là spend là mình dành một cái khoảng thời gian để làm gì đó. Spend endless days. Endless là vô hạn luôn. End. Nếu như từ end không là chấm dứt này, nhưng mà lux, thêm từ lux nữa là gọi là một ngày dài. Đến nó một ngày dài đằng đẵng không có hồi kết luôn á. Exploring là khám phá. Exploring is historic. Ok. How about the word activities? Là hoạt động. Hoạt động. Có S là em nghĩ là bao nhiêu hoạt động? Một hoạt động hay là nhiều hoạt động? Nhiều. Nếu như không có S là nó là y dài đó. Such as piping, ok. Attractions. Attraction là điểm thu hút. Những điểm thu hút. Nói về du lịch đó. Great legendary capital, capital, capital. Hà Nội is Thủ đô. thủ đô, capital. Ok. Ok, let's answer the question number one. Where is Scotland? Greece,
It is Great Britain. Yeah, in the north. The north. The north. Of Great Britain. Okay, let's check the answer. Oh no, okay, let's answer the first. Okay, what is this lamb famous for? Famous for? The Highland game where they can enjoy. Okay, let's start from here. It's famous for? It's famous for. It's rich. 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 Culture. Culture. And? As well as its amazing nature. Beauty. Beauty. Okay, what else? And what else? Okay, let me check the answer here. Yeah. Any or of the following is famous for its rich and unique culture as well as its amazing natural beauty and its historic castles, its traditional festival and its wiki. It is also famous for various inventions. Okay, invention. Cô quên cái từ invention. Invention là sáng. Giống kiểu mà sáng tạo, sáng chế nên cái điện thoại này này. À, phát minh. Đúng rồi, invention là phát minh. Ok, ghi từ invention xuống. Động từ của nó là invent. Inventions là danh từ, là sáng, là phát minh. Cô sẽ chụp cái này cho em và xí nữa cô gửi qua bên bài. Em đọc cái bài này cho cô nha. Cái này là homework của em. Okay. Đọc và ghi âm lại xong gửi cho cô. Nếu sao nếu em quay hình luôn nhỉ? Thôi. Quay hình đi. Em biết vì sao quay hình không? Nếu như mà ok, em ghi âm cũng được nhưng mà chắc cho cô là em ngồi trước gương nha. Em ngồi trước gương để em đọc để em nhìn thấy khẩu hình của mình á. Ok. Không, em nhìn thấy khẩu hình miệng của em thôi chứ còn ghi âm gửi cho cô ở trên Zalo, em không cần ghi, em không cần quay gửi cho cô mà. Cũng muốn em ngồi trước gương để nhìn cái khẩu hình miệng của em đọc như thế nào. Dạ. Ok. Let's để con chuyển cái này qua bên này. Ok, here. Here. Read the passage again and answer questions. Is Scotland famous for its rich culture? Yes or no? Famous for its yes. Rich culture. Okay. What might you see while you are exploring the castle? Exploring? What does it mean, exploring? Exploring nghĩa là gì vậy em? Khám phá, exploring, khám phá, castle, castle, castle nghĩa gì đây? Castle, lâu đài. Okay. What might you see while em có thể nhìn sẽ nhìn thấy gì khi mà em khám phá cái tòa lâu đài? Một ai đó mất đi thì người ta sẽ trở thành gì? Trở thành hồn ma. Okay, so tell me the English word. English word, English. Hồn ma đó, nói bằng tiếng Anh á, từ đó nãy mình mới học tức thì mà. Can you spell nào?
Ok, em phải đánh vần cho cô không? Gì ạ? Từ ghost. Ok. Đã, mới học em không nhớ kịp. Ghost. Haunted by ghost. Hồi nãy cô cho em cái cụm từ đó. Ngôi nhà ma ám. Haunted by ghost. Ok, number three. What are some activities can you see at the Scottish Highland Games? Highland Games em có thể nhìn được những hoạt động gì? Ok, để cô trở về đó cho em nha. Highland Games. Những cái hoạt động. Activity here, such as. Là Từ này là từ piping. Piping là thổi sáo. thổi sáo Drumming. Drumming là làm gì đây? Tùng, tùng, đánh trống đánh trống. Này. và nhảy ạ. Ok. We'll check the answer later. Number four. What were some of the things invented by the Scots? Invent. Hồi nãy invention là sự sẽ phát minh. Invented. Cũng cái này cũng là phát minh luôn. What are some? Những cái thứ, một vài thứ mà được phát minh bởi người Scott này Là nè. điện thoại, tivi. Ok. Điện thoại, TV. Penicillin. Penicillin là một loại thuốc. And? À, và áo mưa. Ok. Number five. When was the first fire brigade in the world created? Fire brigade là đội phòng cháy chữa cháy anh. When was the first? Khi nào cái đội phòng cháy chữa cháy trên thế giới được tạo ra? Ý là cái đội phòng cháy chữa cháy đó này nó được tạo ra thành lập vào năm nào á? When was here? À, Have its own. Estin 22, No, 24, 1824. 1824. Okay, let's check the answer. A ghost piping, drumming, dancing. It in 1824. Okay, still the number. Can you read this number? One. Không, em nghĩ thế này giống khỏe này. Ok, khi mình có bốn số mình đọc về năm nha. Rồi mình sẽ đọc thế này. 1995. Khi mà có bốn số mình đọc về năm là mình sẽ đọc hai số 1, hai số 1 là nó khỏe, gọi mình nhận nợ. How about this? Năm 2020. Bây giờ mình sẽ đọc như thế nào nhỉ? Twenty. Hoặc mình sẽ đọc là 2020. Ok, bây giờ 19 này. 1985. Eight. Eight. 85. 85. Okay. Talk about things you like most about Scotland. Give reasons. Bây giờ nói về cái thứ mà em like about Scotland và cho cô lý do tại sao. Okay. For example, what you like about Scotland? Em nói này, I like this castle. Cô sẽ là why? Because I want to see a ghost. What did you like about Scotland? Ok, cô sẽ trở về cái bài đó cho em để em nhìn thấy là em like cái gì về Scotland. Chẳng hạn như em thích the traditional, let's see the amazing natural beauty. I like the amazing natural beauty. Hoặc là I like driving through vast green pastures. Tôi thích là lái
đi qua cái cánh đồng cỏ xanh bát ngát á. Hoặc là I like boating on scenic lakes. Chèo thuyền trên cái hồ á. Em Scenic như là là boating on scenic lake. scenic. Scenic. No, Nick. N. N. Xin lịch. Yes, scenic. Okay, why? Em hệ là no, em thì nói because it's Because beautiful. it's beautiful. Yes, khi mà hỏi là why thì mình sẽ là because, bởi vì, thay vì mình nói là because là nó logic hơn là it's. Okay. Cái này cũng sẽ là homework cho em luôn này. What do you like about Scotland? Because and why? Em hãy cho cô biết là em thích cái gì về Scotland và trả lời why. Because I want to see a ghost. I like the castles. Okay, cô sẽ chụp này gửi qua cho em luôn để em hãy cho cô thêm một vài ví dụ nữa. Thế cô phải gửi cái bài kia thì em mới Đấy, đọc. cô gửi qua cho em rồi đó. Hồi nãy cô gửi rồi. Okay. Okay, talk about things you like. Now. Let me check. Cái này mình cũng học rồi. Okay, choose four. Câu chuyện này đi. Four activities from the list that you would like to do in a two-day visit to Washington, D.C., capital of the USA, and then write the passage describing the schedule for your visits. Bây giờ ở đây có bốn bao nhiêu hoạt động này? Có sáu hoạt động, em chọn bốn hoạt động ở trong này. Là sao em sẽ viết cho cô một đoạn ngắn nói về cái lịch trình của em á, cái lịch trình để em đi, the schedule, lịch trình for your visits, lịch trình chuyến thăm của em. Cũng ngắn thôi, không cần viết dài lắm, được cái bốn. Ở đây em làm bốn cái activities này. Em chọn cái nào cũng được hết. Visit the natural student schedule. Giống như schedule describing Chọn the schedule. từ 1 tới 4. Ok, từ 1 đến 4. Cô sẽ chụp lại cho em luôn. Cái này em cũng làm đơn giản thôi, cũng không nhiều lắm đâu. Còn cái bài mà cô vừa mới gửi tức thì á, là cũng nói về một hai câu thôi. Nói chung là em cứ tìm trong cái bài đầu tiên cô gửi cho em và xong. Và xong em hãy lấy ra được nhiều nhất có thể, chẳng hạn như mà I like the castle, I like the building, hoặc là I like to exploring. Em hãy chọn nhiều nhất trong mấy cái từ ở trong cái bài đó ra để coi thử là em nhớ được bao nhiêu từ và em sử dụng được bao nhiêu từ. Ok, schedule là lên lịch này, lịch trình, lên lịch cho cái chuyến đi của mình này, lên lịch cho cái chuyến đi của mình á. Ok. Looking back. Okay, choose the best answer A, B, or C to complete the sentence. Australia has the biggest. Cái này mình học ở bài nghe á. Australia has the biggest. Biggest là lớn nhất in the world. Australia sẽ có gì nhỉ? Natural beauty, phong vẻ đẹp tự nhiên này, puzzling games, Nhiều phòng khi game giải đố, hay là cattle station, trại gia súc. Biggest, lớn nhất trên thế giới. là ấy Hey, okay. Number 2. Over 1,000 sea plants come and go on the water, Lake Hook Airport in Alaska. It's really fun to watch. mẹ nói mẹ còn ăn bao nhiêu mỡ cho ăn.
Cái này là một cái con over 1000, có 1000 những con vật gì mà nó hay nhảy ở trên nước anh nè. Come để go on the water of Lake Hook Airport. Lake Hook Airport này là cái hồ ở sân bay Alaska. It's really fun to watch. Cái này là hình ảnh này, icon là biểu tượng, puzzle này là câu đố. Puzzle câu đố hoặc là mảnh ghép á. Thì em nghĩ là icon là biểu tượng. Và cái này là giống như cái cảnh á này, scene này là cảnh. Really fun to watch. Ấy. Hey, okay. Number 3. The Maori language and have had a great impact on New Zealand life. Maori như là người Maori, ngôn ngữ Maori và có cái sự ảnh hưởng rất là lớn đến người New Zealand, đến cuộc sống của New Zealand. Festival là lễ hội, dance là nhảy múa, culture là văn hóa. Ngôn ngữ của người Maori, okay, see, they will chat later. Để cô xóa cái này nè. Okay, number 4. Niagara Falls is great on the border of the USA and Canada. Thousands of visitors come to see it every month. Cái thác Niagara đó là rất is great on the border, gần ở biên giới của Mỹ and Canada. Hàng ngàn khách đến thăm mỗi tháng. Đến để viếng thăm mỗi tháng á. Traditional truyền thống, spectacular là phong cảnh, viễn cảnh, relaxation. Em chọn đâu nào? B, okay. People in countries like USA, Great Britain and New Zealand use English as their language. Native là giống kiểu mà native là khi mà mình sử dụng tiếng Việt của mình là native speaker, người nói tiếng gọi tiếng bản xứ á. Foreign là nước ngoài. Official là chính thức. Hey. In summer, children often take part in a local or international. In summer là mùa hè. Children often take part. Take part, nghĩa của từ take part là gì vậy em? Take part. Take place là diễn ra, còn take part. Part là một phần của cái gì đó phải không? Take phải là tham gia. Children thường tham gia in a local, địa phương hay là quốc tế. Summer camp, game, attraction. See, attraction là điểm du lịch, những điểm du lịch thu hút á. Game. No, game là những trò chơi game thôi. Summer camp. Đây, in summer. Summer là nghĩa gì đã nè? Summer là mùa hè. Yeah, mùa hè. Thì trẻ, những đứa trẻ này, children, con nít, trẻ em thường tham gia in a local, tham gia vào địa phương hay là quốc tế. Tham gia vào cái gì? Nghĩ hè mình sẽ làm gì nhỉ? Mình đi cắm trại không? Trại hè á. Đó. Đó. Cái này là trại hè này. Summer camp, trại hè. Ok, let's check the answer. Okay. Number one is C, cattle station, đã trại gia súc này. Number two is A. Number three is C. Number four is B. Number five is B. Number six is A. Okay. Yes. Okay. So our lesson has finished today.
Bài học của mình kết thúc hôm nay nha em. Dạ. Ok. Good night. Bye teacher. Goodbye. Em nhớ học và ghi âm những bài đó cho cô nha. Dạ. Ok, cái đầu tiên là ghi âm. Cái thứ hai là nhìn trong cái bài mà của em đã đọc. Và em sẽ nói cho cô là what do you what do you like? Nên I like và câu hỏi là why thì em sẽ nói là because. Tại vì sao em thích cái đó thì em phải giải thích ra cho cô là because gì đó. Ok. And then schedule four activities. Viết lên lịch trình về bốn cái địa điểm em đã chọn á. Lên cái lịch trình bốn địa điểm em đã chọn á. Và quan trọng phát âm và đọc đi đọc lại cái bài đó. À, em cứ đọc đi đọc lại nhiều lần trước khi em gửi cho cô cũng được, không cần phải gửi liền cho cô đâu.